Gia đình xin này xin chào cô chú nha Hôm nay lại đi chợ Thái nha mọi người Cứ mỗi mùa hè đều sẽ có họp chợ Ở đây có một cái chùa của người Thái Đó cứ mùa hè là người ta sẽ họp chợ giống như vậy nè có bán rất là nhiều đồ ăn luôn nhưng mà đồ ăn của người thái nha mà mình thấy đồ ăn người thái ăn ngon chứ tại vì khẩu vị cũng khá là giống người việt của mình những món này do người thái làm cho nên mình thấy cái taste của nó cũng rất là thanh tịch nha ăn thì cũng rất là ngon nằm trong khuôn viên của một cái chùa người thái có khuôn viên nhỏ hay này nè đó tụ họp mọi người lại bán với nhau rất là vui Và mình thấy người mỹ đi rất là nhiều luôn á kiểu càng ngày càng đông á xanh này với ba hí ngồi đợi mì mua đồ ăn nè Xanh này mỗi lần mà ngồi xuống gần nó đã để tay nó mọi người Tình cảm kiểu gì không biết nữa Rồi ra đây được gặp bạn nữa chứ Gặp người này, bạn này bạn kia Được cái chỗ này pet friendly mọi người Cho nên hả mình thấy người ta đi mua đồ ăn vẫn dẫn theo chó về nè Giống như cuối tuần cho nó đi chơi vậy đó Mục đích tới đây để ăn cái món bánh này nè mọi người đó Bánh cuốn thôi à Nhưng mà rất là ngon Tại vì người ta nướng và làm liền á Ăn liền ăn nóng á Cho nên rất là ngon luôn Ăn bánh rất là mềm cứ mỗi lần trở thái là mình ra ăn bánh này thôi à đang có bầu mà hạn chế ăn đồ ngọt á mọi người nhưng mà lâu lâu một lần chắc cũng không sao mà đâu có sợ ăn không hết lúc nào cũng sẽ nó năng phủ trơn á làm gì thiếu phần của nó được mọi người nó phải một cái hai cái nó mới chịu nha đi ra đường chơi á có gì cũng cho nó ăn ké cho nên ha, nó thấy đồ ăn là nó dòm đóng đuối luôn tại vì nó biết nó sẽ có phần nguyên một cái luôn cho đã cái miệng của mẹ thiệt là tình luôn á rồi lên xe có mua thêm một bịch chuối chiên nữa làm sao thiếu phần của nhỏ con gái được cho con luôn cả một miếng trời ơi rồi vậy mới đủ cái nuôi của nó đó kiểu giống như là mấy mẹ có bầu bà thèm bán ít thôi còn lại để đó con con cân hết cho